Budweiser muốn đòi 47 triệu USD vì không được bán bia ở World Cup theo Fox News. Budweiser, nhà tài trợ World Cup từ năm 1986, đang tìm cách đòi lại 47 triệu đô la, tức hơn 60% tiền tài trợ cho FIFA vì không được bán bia tại World Cup. Qatar đã bất ngờ cấm bán bia tại trong và ngoài 8 sân đấu chỉ vài giờ trước khi World Cup bắt đầu. Quyết định cấm bán đồ uống có cồn này đã lộn hết kế hoạch của Budweiser. Hãng bia đã là nhà tài trợ bia chính thức cho giải đấu từ năm 1986. Bud Zero, loại bia không cồn của hãng, vẫn được bán ở Qatar. Tuy nhiên, sản phẩm 2 năm tuổi này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng doanh thu của Budweiser và không được nhiều người ưa thích như các loại bia truyền thống. Tại World Cup 2018 ở Nga, người hâm mộ đã tiêu thụ khoảng 3,2 triệu cốc bia, trong đó chỉ có 2% là loại không cồn. Quyết định cấm bán bia được Doha đưa ra vào phút thứ 89 trong bối cảnh AB InBev đang đàm phán để tiếp tục gia hạn hợp đồng tài trợ với FIFA. Thỏa thuận hiện tại giữa hai bên sẽ kết thúc sau World Cup. Budweiser đã gia hạn tài trợ cho FIFA vào tháng 10 2011, một năm sau khi Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022. Khi đó, các quan chức Qatar được cho là đã trấn an công ty mẹ của Budweiser bằng tuyên bố sẽ nới lỏng các quy định nghiêm ngặt về việc bán đồ uống có cồn. Ở Qatar, khách hàng chỉ có thể mua bia, rượu tại các khách sạn, quán bar có giấy phép. Nước này coi xe xỉn ở nơi công cộng là bất hợp pháp và có thể phạt tù tới nửa năm. Các chính sách nới lỏng với bia rượu dường như đã được Qatar duyệt vào tháng 9. Tuy nhiên, nước chủ nhà đã thay đổi ý định vào tuần trước khi di chuyển các gian hàng của Budweiser vốn được đặt ở ngay ngoài cổng sân vận động đến khu vực tương đối xa. Đến nay, Budweiser vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.